Hả? Bên cầu trò hả? Ừ, sao bữa nay qua đây luôn? Chỗ nào nó trời, chỗ nó có mình chứ. Vậy là xin hả? Hả? Rồi sáng giờ có không? Thôi để được. Hỏi mấy người kia đi. Hả? Thôi tới đây rồi. À, sao đây, sao? Salon nè. Hả? Đây salon nè. Mới tới à? À. Salon nè. Đó mấy người kia. Hà bắt nhiều á. À. Quay cho nó đẹp. Cào cào nghe một cái sột hồi đó là mình cào á, là mình cào bằng cái lưỡi sắt ha. Ừ, đúng rồi. À, mình cào qua mà nó hồi đất bùn à, đất bùn á dễ cào lắm ha. Mình cào nghe một cái sột là biết là cái con sò liền. À, đúng, rồi. Đúng không? Bắt thì khó mà ăn được rất là mau bà con cô bác chị. Lụm từng con nhưng mà rất là nhỏ chứ không có lớn. Lọt cục đẻ lên. Rồi dòm về dòm lại. Lụm. Còn chị bên kia thì đang cào cào nè. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Chiều nay Phương lại quay bà con bắt ốc đó bà con các bác anh chị. Hôm có khán giả nói với Phương đó là hôm nào mà nước cạn đó Phương quay lại cho khán giả xem. Hôm nay thì Phương thấy bà con bắt đông hơn hôm trước là bà con có bác anh chị. Nước cạn cũng sớm hơn. Bây giờ Phương sẽ ra hỏi mấy chị là nước cạn lúc mấy giờ rồi bắt được nhiều hay không ha. Cũng có khán giả nói là đường xuống bắt ốc đó là đi lối nào, là xuống Hòn Rớ, hỏi là xuống Sớm Mũi với bà con cô bác anh chị, chạy hết ngay chỗ cảng Hòn Rớ rồi cứ chạy thẳng xuống là hỏi đường xuống Sớm Mũi là ai cũng biết cả. Đây nè, cũng đang cao cao nè. Chào. Chào chị. Gặp lại nữa hả? Xong rồi. Ủa mình cứ cào vậy mà nó nước đục mà sao mình biết được? Chị. À. Rồi chị bắt lúc mấy giờ mà được nhiêu đây? Mới xuống hả? Hình như là em nghĩ là nước cạn hôm nay là cạn sớm hơn đúng không? Càng sớm hơn đúng không chị? Ngày nào cũng bắt cứ nước cạn là xuống bắt là không có còn hoài hơn sò nè. Hôm em quay bà con bắt ốc bắt sò ở đây đó, khán giả thích lắm. Nói hôm nào nước cạn xuống quay tiếp. Thử xuống kháng người 100 đô, 100 đô quay tiếp chứ. 100 đô hả? Ừ. Tiền đâu 100 đô? Thì biểu nó kháng rẻ, thì biểu kháng rẻ. Không tiền lại 100 đô. Không quay. Này sò cũng nhỏ ha. Sò đây không à. Ừ. Cửa đây bự hả? Một tháng là mấy cạn mấy lần? Hai lần á. Hai con nước. À. Ồ. Bên này có mấy chỗ nhỏ nữa nè. Chị đây chị đang gỡ cục đế nè, bắt con gì vậy? Gỡ kìa. Em chăm chỉ luôn nè. Ở phường xuống phía dưới này
Ồ, bên này mới nhiều nè, bà con ngồi mới nhiều nè. Bên này đang câu sò ha. Đang câu sò ha. Ừ, sao bữa nay qua đây luôn? Chỗ nào có trời, chỗ có mình chứ. Vậy là chim hả? Hả? Ờ. Rồi sáng giờ có không? Thôi để được. Hỏi mấy người kia đi. Hả? Thôi tới rồi. À, sao đây, sao? Sà lông nè. Hả? Đây sà lông nè. Mới tới à? À. Sà lông nè. Đó mấy người kia. Hà bắt nhiều á. À. Quay cho nó đẹp. Cào cào. Nghe một cái sột. Hồi đó là mình cào á, là mình cào bằng cái lưỡi sắt ha. Ừ, đúng rồi. À, mình cào qua mà nó hồi đất bùng à. Đất bùng á dễ cào lắm ha. Mình cào nghe một cái sột là biết là cái con sò liền. À, đúng rồi. Đúng không? Bên này là cái bạn này đang chăm chỉ bắt từng con ốc nè. Đây. Ghiền lắm đó, mân gì đó, đúng không? À, bự bự như thế này. Mình cũng mới ra hả? Thấy ít nè. Dạ. Cái này, ốc này thì chỉ đâm mắm me mới ngon ha. Me. Mà ốc bên này thấy nhỏ nè. À, bên đây bữa nay Phương thấy ở dưới bên cô bé qua đây bắt cũng nhiều ha. À, chị. Ủa chị cũng qua đây bắt ốc gì ăn nữa hả? Ủa bé này ăn? Ít quá mà bán gì? Chị xỉm qua lúc mấy giờ? 2:30, 2:30 nước lại cạn rồi hả? 2:30 là bữa nay cạn sớm hết chứ? Hả? Giờ mai nó cạn cỡ. Dạ. Nó cạn cỡ. Mấy bữa qua nó cạn mỗi 1 giờ, 1 giờ mấy nữa. Cạn cỡ. À, chị bắt cũng nhiều nè. Đâu có miếng hồi bắt mới nổi. À. Đây lĩa, lĩa ăn. Cái đó chỉ có mắm mì mới ngon ha. Mắm mì. Nói chảy nước miếng luôn á. Ủa? Ốc mấy chục ngàn ký luôn hả? À, 30.000 ký luôn. À. Ở dưới nước bắt nhiều hơn là trên ngay chỗ khô này bạn bắt nhiều hơn cho chị xem. Cái khô nó cũng có mà ít hơn dưới nước nó nhiều hơn. Dạ. Yeah. Phương sẽ quay lại cái cảnh nó bắt ốc. Quay ốc luôn ơi, cọ bè nó mua vài ký giờ ai. Dạ. Ồ. Bên đây em này qua em trai này nhiều quá nè. Hả? Ở đây mà mắc ăn chứ bán gì, ít quá mà. Hả? Quay chứ đâu không quay? Sao chị ở cô bé mà quay đây bắt ống dữ vậy? Mấy chị rất là chăm chỉ, bà con cô bác như cái chị này nè. Đó, Phương sẽ rơm lại cái chị này ha. Đây, chị rất là chăm chỉ luôn. Bắt thì khó, mà ăn được rất là mau bà con cô bác chị. Lầm từng con, nhưng mà rất là nhỏ chứ không quá lớn.
lật đẻ lên, rồi dòm về dòm lại. Lụm. Còn chị bên kia thì đang cào cào nè. Còn bên này thì mấy anh đang cũng lấy cái bay đó cào. Hình như là cào là chủ yếu người ta cào sò đúng không chị? Dạ. Đó, cái này kêu bằng sấm mũi. Dạ thì em nói đây là sấm mũi mà. Ồ thấy cái bên này mấy chị này lùm lia ha, chắc bên này nhiều nè. Á à, cái chị này nè. Thấy mắt tao mắt thấy. Chị lùm lia nè, đấy. Phương sẽ rơm lại ha. Chị làm cái tay chị rất lanh nè. Đấy. Rất lanh luôn á. À chị trúng mánh nè, chị này trúng mánh nè. Ồ hai cái tay lùm lia luôn. À. Lùm lia luôn. Đừng lùm đế nha, lùm đế về luộc toàn là đế không thì cũng mệt đó nha. Phường sẽ đi xuống tiếp. À, bên này cũng có người đi xuống nè, thấy cái cảnh bắt ốc rồi xuống nè bà con có bán chị. Xuống thấy cái cảnh này vui đó. À, thấy cái cảnh này vui rồi xuống cả gia đình luôn bà con có bán chị. Ôi dưới này á, món con à, bà con ở dưới này cũng nhiều bà con có bán chị. Ờ, cái chị áo trắng này thì ít hơn ha. Thấy bên này là cái chị này chắc là đúng chỗ rồi này, lùm được nhiều này. Hôm Phương đăng đó là cũng nhiều khán giả cũng vô bình luận bà con cô bán chị cũng thấy thích cảnh bắt ốc này. Một tí lùm vào. Bên đây thì có một cả gia đình luôn mà con có bán chị.
hôm 5 giờ nước mới cạn. Bên này là cạn sớm. Cô bắt được nhiều không? Còn ốc không à? Cô không có thấy sò ha? Cô biết ốc không à? Cô không biết sò. Cái nặng lắm cô. Không có lọt được đâu. Cái cục đế đó nặng lắm, cô lọt không được đâu. Hôm nay là Phương không thấy bắt hầu ha. Hôm có cái chị kia đó, chị lấy đồ chị đập đập rồi lấy hầu. Có đâu. Đây là sò kệ dưới nước. Dạ, đây là cái bữa nay là không thấy hầu ha. Dạ, bữa nay là chắc lấy hết rồi, đâu còn đâu. Hầu nó đâu có sinh sản nhanh. Dạ. Thời gian mình không cào thì nó lớn. Dạ. Chị là bắt sò thôi. Sò nhỏ này thì về nấu cháo. Cháo có canh rau. Dạ. Đây cào đi cào lại biết dạ. Con canh cào biết mấy lần. Dạ. Cưa lắm, hồi kia đầu tiên cào dày lắm. Dạ. Cứ nước cái xuống. Đó, được xô đó. Chị hả? Chị được một xô rồi hả? Đúng rồi, 2 giờ á. 2 giờ được. Ôi, cũng nhiều quá chứ. Sò không hả? Sò hả? Nấu canh ngọt lắm ha. Cái con kia, cái tay chị kìa. Giỏ. Giỏ. Đưa qua nó canh. Dạ. Rau tập tàn, nó canh dạ. Nước. Đúng rồi. Sò này nấu canh ngon, canh tập tàn. Hồi xưa cái nó dày. Dạ. Ngày nào có cứ nước xuống mà đông quá mà. Con nước cào được 3-4 bữa. Dạ. Rằm 1. Ở chị làm gì là nghe cái sọt là chị không nó nhìn lên mình dạ. Mắt mình nhìn lên dạ. Nó sáng lên mắt này. Lên mắt nhìn lên nó sáng rất là thấy mà. Dạ nó nước nó sáng là thấy sờ chưa là nghe cái rột rát nó tôi rột rồi. Hồi xưa kia chưa ai cào dĩa có lắm. Dạ nó đi hầu 2 giờ nước cạn. 2 giờ chị cũng được một xô lớn cái kia chứ không giỏi nha. Có mình chị rồi hả? Mấy đứa đó đi ảo được ốc con trâu. Dạ. Nó làm dưới cạo á. Ở phường Hòa. Đây nè, phường Hòa bên sô của chị nè. Một sô xanh luôn ha. Phường quay lại đoạn phường đi nè. Áo đủ màu luôn, xanh đỏ tím vàng ngồi kìa. Chị thấy xuống đây nha.
thấy ngay chỗ này là cái đoạn này là đá khô nhiều ha, tôi nghĩ là ngay chỗ này là cạn trước này. Xây xưa luôn, Phương đi cơ bên không không biết luôn. Mình ra mấy giờ? 3 giờ. 3 giờ. Bữa nay chủ nhật nữa mà. Thì ông có là được đấy. Ô, anh kia cầm một bịch luôn ha. Hầu hả, là gì anh? Đá giờ bắt gì ăn. Hả? Mau nghỉ về. Hầu đúng không? Quay phía trước lại. Hầu đá. Hầu 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 hầu. Đói quá thì bắt ăn chứ sao? Đây là ghiền chứ. À, vui nữa. Ô, chồng bắt được nhiều dữ vậy. Một bịch nhỏ. Giờ đây nè. Đào một bịch đây. Nãy giờ anh bắt hầu không à? Giờ bắt giờ ăn. Ăn rồi tối về ra đâu bụng nha ông. Dạ. Không, mình luộc chín thôi chứ. Ăn đã ăn sáu là bị tơ lưỡi luôn ha. Ê, ông về. Hai chị em nãy xuống có bị chó nó rụt cắn không? Bên đây là chị đang cứ lật những viên đá lên nè. Lật qua lật lại. Rồi, chỗ này là không có rồi. Đó, lật. lật qua lật lại có nhiều khi quay lại những cái con đá lật rồi lật tiếp. Hình như là em gái mới tới đây đúng không? Dạ. Mới tới đây đúng không? Dạ. Mới xuống hả? Sao không xuống sớm một chút? Dạ, ở nhà công việc đó. À. Em đi bắt chơi mà. À, bắt chơi mà, bắt vui mà. Ô, em đi gì là không ăn nổi rồi. Dạ, còn gì ăn? À. Cứ đi bắt cái con mà nó là đặc sản thôi, còn mấy con ốc nó bình thường rồi. Ừ, bắt cho nó vui mà. Giải trí mà. Ở đây chỉ có sò với ốc thôi chứ gì đâu. Dạ, có con gì nữa? Con lư. Con lư là con gì đâu? Đó. Đâu con gì đâu? Nó giống như con bầu ngư vậy. À. Con bầu ngư thì nó có vỏ, còn con này nó không có vỏ. À. À, đúng rồi, đúng rồi. Dinh dưỡng nó cao lắm á. Nó cũng mấy trăm ngàn ký á. Mà khó bắt được những con đó lắm á. Phương qua Phương thấy anh này anh kéo một cái giỏ vàng vàng này, không biết có nhiều không mà anh kéo cái giỏ bự lắm này. Cái giỏ bự mà không thấy gì hết trơn á, bà con có bán chi. Bắt đầu đi biển này nữa nè. Đâu,
Nãy giờ Phương cũng đi ở cái bãi bãi cạn bắt sò bắt ốc. Bà con hay tập trung đây, bà con có bán thì tập trung nước cạn xuống là bắt ốc bắt sò. Người thì ham vui, người thì cũng ghiền ăn ốc, bà con có bán chị xuống xuống bắt. Chị ồ, trên này tập trung đông nè, Phương quay lại ha. Đây Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con có bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.